buồn cười, chị cuồn cuộn quá. Chị đưa ra bao nhiêu danh sách chị kiện người ta. Rồi chị nghĩ như kiểu một bàn tay chị che được mặt trời ấy. Chị tỉnh ngủ đi chị ơi. Chị mà kiện là chị kiện được phải 80%, 90% nha. Người Việt Nam luôn chị, ai cũng chửi chị hết. Chị kiện hộ luôn đi. Chị cứ làm như một bàn tay chị che mặt trời ấy. Chị biết không, những cái người ngày xưa mà chị từng cho đi tò chị, bây giờ người ta cũng sống ok lắm nha, nhất là anh Giang á. Trời ơi, chị nhìn thấy chưa, cái nghiệp chị quật mặt chị như thế nào chưa. Người ta giờ về, người ta già, người ta lớn tuổi mà người ta mặt người ta phúc hậu, người ta phong thái đĩnh đạc đấy. Hại người cho đẩy vào để cuối đời sẽ phải bị trả mà bị quả báo hết, hiểu không? Cho nên là tôi nghĩ chị bây giờ tốt nhất là chị cứ tu, chị tu tâm dưỡng cái tính của chị đi, có khi chị không bị sao. Chứ chị có quất tè le như vậy á, là chị, người bị quất là chị chứ không phải là ai hết. Còn chị nghĩ chị kiện được bao nhiêu người á, không cha chị. Ngày xưa, cái thời ngày xưa chị kiện được thôi, là chị dùng đầy tiền để có thể là chị làm được, những thời nay không có đâu chị nha. Tôi nói đã cho chị biết. Chị nghĩ là một bàn tay không thể nào chị che được mặt trời đâu chị, hiểu chưa? Nghiệp chị đến bây giờ đó, bây giờ bắt đầu thấy chưa? Nghiệp nó đang đến dần, chị thử xem không? Tất cả những cái gì chị đều phải bị trả giá hết. Mất dạy vô cùng. Buồn cười, chị cuồn cuộn quá. Chị đưa ra bao nhiêu danh sách chị kiện người ta. Rồi chị nghĩ như kiểu một bàn tay chị che được mặt trời ấy. Chị tỉnh ngủ đi chị ơi. Chị mà kiện là chị kiện được phải 80%, 90% nha. Người Việt Nam luôn chị, ai cũng chửi chị hết. Chị kiện hộ luôn đi. Chị cứ làm như một bàn tay chị che mặt trời á. Chị biết không, những cái người ngày xưa mà chị từng cho đi tò chị, bây giờ người ta cũng sống ok lắm nha, nhất là anh Giang á. Trời ơi, chị nhìn thấy chưa, cái nghiệp chị quật mặt chị như thế nào chưa. Người ta giờ về, người ta già, người ta lớn tuổi mà người ta mặt người ta phúc hậu, người ta phong thái đĩnh đạc đấy. Hại người cho đẩy vào để cuối đời sẽ phải bị trả mà bị quả báo hết, hiểu không? Cho nên là tôi nghĩ chị bây giờ tốt nhất là chị cứ tu, chị tu tâm dưỡng cái tính của chị đi, có khi chị không bị sao. Chứ chị có quất tè le như vậy á, là chị, người bị quất là chị chứ không phải là ai hết. Còn chị nghĩ chị kiện được bao nhiêu người á, không cha chị. Ngày xưa, cái thời ngày xưa chị kiện được thôi, là chị dùng đầy tiền để có thể là chị làm được, những thời nay không có đâu chị nha. Tôi nói đã cho chị biết. Chị nghĩ là một bàn tay không thể nào chị che được mặt trời đâu chị, hiểu chưa? Nghiệp chị đến bây giờ đó, bây giờ bắt đầu thấy chưa? Nghiệp nó đang đến dần, chị thử xem không? Tất cả những cái gì chị đều phải bị trả giá hết. Mất dạy vô cùng.